Minh Châu xin trân trọng kính chào quý khán giả của đài CBN trên băng tần 14.5. Sau đây kính mời quý vị theo dõi bản tin thời sự trong ngày của chúng tôi với một số tin đáng chú ý như sau. Nga coi EU là đối tác không tin cậy. Tổng thống Biden công bố chính sách ngoại giao tái lập quan hệ với các đồng minh. Cựu Tổng thống Trump sẽ không điều trần tại phiên luận tội. Việt Nam sau đại hội đảng, tương lai nào cho nhân quyền? Chương trình được bảo trợ bởi Super Collagen Plus, khỏe là đẹp, 714-316-5999 và 888-414-5678. Chương trình được bảo trợ bởi V-Alignment, khỏe là đẹp. Và sau đây kính mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết. Kính thưa quý vị, dự báo thời tiết hôm nay tại Little Sài Gòn, Nam California của chúng ta, nhiệt độ đo được là 66 độ F và 63 độ ở các khu vực bãi biển như Huntington Beach, Newport Beach và cao nhất là 60 độ cho các vùng thung lũng đồi núi Riverside, San Bernardino. Hiện tại nhiệt độ đã giảm dần xuống còn khoảng 52 độ. Như quý vị đã thấy, nguyên cả ngày hôm nay trời có sương mù nhiều nên u ám, nhưng trong những ngày tới sẽ rất đẹp cho đến tuần sau. Và bây giờ Băng Châu kính mời quý vị đến với bản tin thế giới đầu tiên. Nga xem khối EU là đối tác không tin cậy. Nga đã xem Liên minh châu Âu là một đối tác không đáng tin cậy. Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết vào hôm thứ Sáu, sau cuộc hội đàm với Josep Borrell, nhà ngoại giao hàng đầu của EU tại Moscow. Ngoại trưởng Lavrov đã bình luận về khả năng EU trừng phạt Moscow vì việc họ đã đối xử với nhà phê bình Alexei Navalny của Điện Kremlin. Ngoại trưởng Lavrov cho biết câu hỏi về các biện pháp trừng phạt có thể áp dụng là vấn đề nội bộ của EU. Còn nói thêm rằng Nga đã nhận thấy Brussels ngày càng cư xử giống như Hoa Kỳ và áp đặt các hạn chế đơn phương đối với các nước. Trong cùng ngày, nhà ngoại giao hàng đầu của EU Josep Borrell cho biết không có đề xuất chính thức nào về các biện pháp trừng phạt mới của Liên minh châu Âu đối với Nga sau vụ nhà phê bình Điện Kremlin Alexei Navalny bị bỏ tù. Nhưng các ngoại trưởng và lãnh đạo khối EU sẽ tiếp tục thảo luận về mối quan hệ với Nga. Trung Cộng phản đối Anh thu hồi giấy phép của đài CGTN. Trung Cộng nói rằng kiên quyết phản đối quyết định của Anh trong việc thu hồi giấy phép hoạt động của hãng truyền thông nhà nước Trung Cộng CGTN. Bộ Ngoại giao của nước này đã cho biết vào hôm thứ Sáu, 5 tháng 2. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Wang Wenbing nói trong một cuộc họp báo rằng Trung Cộng kêu gọi Vương quốc Anh hãy sửa chữa sai lầm của mình ngay lập tức, đồng thời cho biết thêm Trung Cộng có quyền thực hiện các hành động cần thiết. Hôm thứ Năm, 4 tháng 2, văn phòng truyền thông của Anh quốc đã thu hồi giấy phép của đài CGTN là đài nói tiếng Anh của đài truyền hình nhà nước CCTV sau khi kết luận rằng đảng Cộng sản cầm quyền của Trung Cộng nắm quyền biên tập cuối cùng đối với channel này. Ít phút sau thì Bộ Ngoại giao Trung Cộng đã ra tuyên bố cáo buộc tập đoàn phát thanh truyền hình của Anh BBC đưa tin giả trong báo cáo COVID-19 của mình, yêu cầu một lời xin lỗi và nói rằng đài truyền hình này là đã chính trị hóa đại dịch. Tổng thống Pháp ủng hộ Hoa Kỳ nối lại cuộc đàm phán với Iran. Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron vào hôm thứ Năm, 4 tháng 2 hoan nghênh việc Hoa Kỳ sẵn sàng tham dự đàm phán với Iran, tự nhận mình là một nhà trung gian trung thực về vấn đề hạt nhân và nói rằng Ả Rập Saudi cũng như Israel cuối cùng cũng sẽ phải tham gia bằng cách nào đó. Ông Macron đã nói như trên với nhóm nghiên cứu của Hội đồng Đại Tây Dương có trụ sở đặt tại Washington trong một hội nghị video từ Paris. Ông nhấn mạnh sẽ làm bất cứ điều gì có thể để hỗ trợ bất kỳ sáng kiến nào từ phía Hoa Kỳ nhằm tái tham gia đối thoại. Ông cũng cho rằng Tổng thống Joe Biden có một vai trò quan trọng trong việc hoàn thành cuộc đàm phán với Iran. Được biết, Iran gần đây đã tiến gần đến khả năng tiếp cận bom hạt nhân hơn nhiều so với trước khi ký JCPOA, tức là
tức là kế hoạch hành động toàn diện chung vào tháng 7 năm 2015. Kính thưa quý vị, Anh Quốc nên tập trung vào Á Châu và Hoa Kỳ sau Brexit. Giám đốc điều hành Jess Daly của Barclays cho biết rằng ngành dịch vụ tài chính của Anh nên tập trung vào việc kinh doanh thành công ở Hoa Kỳ và châu Á hơn là Liên minh châu Âu sau Brexit. Mặc dù vẫn là trung tâm tài chính toàn cầu duy nhất cạnh tranh với New York, thành phố London đã chứng kiến một số tổn thất về kinh doanh và việc làm kể từ cuộc bỏ phiếu Brexit gây sốc vào năm 2016 của Anh và phần lớn đã bị cắt khỏi EU. Tuy nhiên, một số người cho rằng việc London rời xa châu Âu là cơ hội để cho nước này thể hiện vai trò toàn cầu năng động hơn. Trong khi giao dịch cổ phiếu đồng Euro và một số công cụ phái sinh đã rời sang các trung tâm châu Âu khác sau Brexit, không có đối thủ cạnh tranh châu Âu nào nổi lên thống trị ở EU, và vì vậy London xem New York, Thượng Hải, Tokyo, Hong Kong và Singapore là đối thủ chính. Xin nhắc lại, London đã thống trị thị trường ngoại hối 6,6 nghìn tỷ Mỹ Kim mỗi ngày của thế giới, là trung tâm ngân hàng quốc tế lớn nhất. Bộ Y tế Đức lo ngại sự lây lan của biến thể virus mới. Kính thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Y tế Jens Spahn cho biết gần 80% cư dân của các nhà dưỡng lão ở Đức đã được tiêm ít nhất 2 mũi đầu tiên chống lại virus corona. Theo thông tin vào hôm thứ Sáu, 5 tháng 2, khi một quan chức y tế cảnh báo về sự lây lan thêm của các biến thể virus mới. Một quan chức y tế cao cấp cho biết, một biến thể coronavirus dễ lây lan hơn lần đầu tiên được phát giác ở Anh, hiện nay chỉ chiếm dưới 6% ở các trường hợp bị nhiễm ở Đức. Tuy nhiên, Lothar Wieler là giám đốc viện Robert Koch về các bệnh truyền nhiễm, cảnh báo rằng dự kiến biến thể này sẽ lây lan hơn nữa. Ông cho biết tại một cuộc họp báo, tình hình vẫn chưa được kiểm soát. Ông Wieler là giám đốc viện Robert Koch về các bệnh truyền nhiễm, nói với các phóng viên rằng cuộc chiến chống lại đại dịch sẽ trở nên khó khăn hơn bởi tính chất dễ lây lan hơn và nguy hiểm của nó. Tiếp tục phần tin thế giới, Ecuador chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống. Các ứng cử viên tổng thống của Ecuador đã đưa ra lời kêu gọi vào phút cuối đối với cử tri trước cuộc bầu cử vào ngày Chủ nhật 7 tháng 2. Trong viễn cảnh chứng kiến đất nước Nam Mỹ có thể sẽ trở lại chủ nghĩa xã hội, nhà kinh tế học Andres Arauz, 35 tuổi, đang hứa hẹn sẽ làm hồi sinh chi tiêu xã hội nặng nề trong thập kỷ cầm quyền của Correa và phá bỏ kế hoạch thắt lưng buộc bụng do IMF hậu thuẫn, vốn đã bị đại dịch coronavirus làm cho khó khăn hơn. Arauz hứa rằng Correa sống ở Mỹ sẽ là một trong những cố vấn chính của Anh nếu Anh thắng cử. Correa trước đó đã bị cấm có mặt trong cuộc bầu cử vì ông bị kết tội đã vi phạm luật tài chính chiến dịch vào năm 2020. Hầu hết các cuộc thăm dò dư luận đều cho thấy Arauz dẫn đầu cho cuộc bỏ phiếu vào ngày 7 tháng 2. Mặc dù các nhà phân tích tin rằng ông sẽ không có đủ số phiếu để thắng trong lần bỏ phiếu kỳ này. Đối thủ chính của ông là chủ ngân hàng bảo thủ Guillermo Lasso, người đang thực hiện cuộc chạy đua tổng thống thứ ba của mình dựa trên đầu tư nước ngoài và tăng sản lượng dầu. Một bản tin từ Đông Nam Á cho biết sinh viên Nam Hàn biểu tình phản đối cuộc đảo chính quân sự Myanmar. Sinh viên Nam Hàn đã xuống đường hướng tới Đại sứ quán Myanmar ở Seoul vào hôm thứ Sáu, 5 tháng 2 để phản đối cuộc đảo chính quân sự vừa qua. Nhiều người trong số những người biểu tình đã giơ các biểu ngữ có nội dung sát cánh cùng Myanmar và đấu tranh cho dân chủ, cùng hô vang các khẩu hiệu bao gồm dừng cuộc đảo chính và sự thật không thể bị bỏ tù. Theo đó, quân đội Myanmar vào hôm thứ Hai, 1 tháng 2, đã đảo chính lật đổ chính quyền dân cử của nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi, trao quyền lực cho vị tướng hàng đầu và tuyên bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 1 năm. Hành động này đã bị Liên Hợp Quốc và các chính phủ phương Tây lên án mạnh mẽ. Những người kêu gọi chính quyền hãy tôn trọng chiến thắng của Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ của bà Aung San Suu Kyi. Nhà ngoại giao Iran bị 20 năm tù vì âm mưu đánh bom. Tòa án nước Mỹ đã tuyên án 20 năm tù giam đối với ông Asadollah Asadi, một nguyên chức ngoại giao Iran, vì ông từng có kế hoạch đánh bom cuộc họp của một tổ chức chống Iran tại Paris. Đây là lần đầu tiên một viên chức ngoại giao Iran bị xét xử
vì âm mưu khủng bố trên lãnh thổ châu Âu kể từ cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979. Các công tố viên của Bỉ và nhiều cơ quan dân sự đã tham gia vụ xét xử. Họ xác định ông Assadollah Assadi, nhà ngoại giao Iran làm việc ở thủ đô Vienna của Áo, phạm tội âm mưu khủng bố vì định đánh bom cuộc họp của tổ chức chống Iran NCRI ở Paris hồi tháng 6 năm 2018. NCRI là tổ chức đối lập với chính quyền Tehran mà hoạt động ở nước ngoài. Âm mưu của ông Assadi bị phát hiện và ngăn chặn nhờ sự hợp tác của cảnh sát Đức, Pháp và Bỉ. Chính quyền Tehran phủ nhận mọi sự liên quan đến âm mưu đánh bom bất thành của Assadi và cho rằng đây là cái bẫy của phương Tây. Ba đồng phạm của ông Assadi cũng là công dân Iran bị kết án với hình phạt lần lượt là 15, 17 và 18 năm tù giam. Một chi nhánh của NCRI ở Paris cáo buộc chính quyền Tehran đang tìm cách trấn áp hoạt động của các tổ chức đối lập ở nước ngoài và các lãnh đạo cao cấp nhất của Iran có liên quan đến âm mưu này. Pháp Quốc cảnh cáo về thuốc ngừa COVID-19 của Trung Quốc. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã khuyến cáo về sự thiếu thông tin của thuốc ngừa COVID-19 của Trung Quốc và nói rằng thuốc ngừa này có thể dẫn tới việc hình thành các biến thể virus mới nếu không hiệu quả. Lên tiếng tại Viện Chính sách Quốc tế Atlantic Council, ông Macron nói rằng Âu Châu chưa biết mức độ hiệu quả của thuốc ngừa COVID-19 của hãng Sinopharm, còn gọi là Sinovac, vì không có chút thông tin nào được chia sẻ về quá trình thử nghiệm. Điều đó có nghĩa là trong thời gian sắp tới, gần như chắc chắn rằng nếu thuốc ngừa này không hiệu quả, chúng sẽ dẫn đến sự hình thành các biến thể mới. Một ngày trước đó, Chủ tịch Hội đồng Âu Châu Ursula von der Leyen cũng kêu gọi Nga và Trung Quốc công bố toàn bộ dữ liệu nếu hai nước này muốn thuốc ngừa của họ được Liên Âu chấp thuận. Vào cuối tháng Giêng, Tổng thống Macron cũng từng tỏ ra mối hoài nghi về thuốc ngừa do hãng AstraZeneca của Anh và Thụy Điển phát triển. Ông nói thuốc ngừa của hãng này dường như không hiệu quả với người trên 65 tuổi. Tại Pháp, loại thuốc ngừa được phát triển với hãng Sanofi và Viện Pasteur đã gặp một số trở ngại. Trong cuộc chạy đua phát triển thuốc ngừa COVID-19, các nước đang cạnh tranh nhau để nghiên cứu và bán thuốc ngừa cho các nước khác như một cách tăng cường ảnh hưởng ngoại giao, kinh tế và uy tín. Xin quý vị đừng rời màn hình của đài CBN trên băng tần 14.5. Sau một vài thông tin ngắn gọn bảo trợ cho đài, Băng Châu sẽ trở lại với phần tin Hoa Kỳ.